nghệ nhân rất tỉ mỉ, không mang thế sự luôn. Việc ai người ấy làm. Việc mình cắt lá thì cứ cắt. Kinh đấy nhỉ. Ba mươi phút nữa là khoảng tiếng nữa mới xong. 30 phút nữa là xong. 30 phút nữa. Vì là chỗ dày nhất là được xong rồi. Đấy. Cắt xong là bao nhiêu tiền đấy anh? Rồi. Cắt xong 18 triệu. 18 triệu. Đấy, êm ái đấy. Cà phê nào? Hai cà phê. Hai nước sấu chanh. Quá già đồ đi chơi đi thi đấu. Cà phê nào? Quá già mà ổn định chậu. Bao năm ngồi chậu. Dáng rất điệu. Dưới này ngoài nhiều hoa thế nhỉ? Với này ra quả rồi cả mùa đông. Hay nhỉ? Tứ quý à? Cả hoa cả quả liên tục. Giá cũng rất khoái nhé. Cái này bao tiền đây? Thì 2 triệu. 2 triệu. Đẹp quái quá. Suối. Nhiều dưới đẹp ghê. Đi chơi. Mà đúng rồi. Thuyền mày thông dong. Mỗi tội này phiên thiếu nhiều người không nhớ không biết. Kể cả mấy ông đi chợ nhiều không biết. Chợ nhiều ông nghĩ là quên đấy. Không xem lịch là quên đấy. Ruối rất hay nha. Đây à, để kêu mộc mai này gốc to nhỉ. Cái này bao tiền đấy anh? 6 triệu. Sâm. Đấy, gốc to chưa? 6 triệu. Này nó có một chút lắc lắc đây thì đẹp. Dọc tương. Nhiều hoa thế nhỉ? Đẹp đấy, đang nhiều nụ, chuẩn bị một hai hôm nữa là nở. Đấy, hôm nay toàn mang đồ chơi đi, thi thoảng mới được đi chợ đấy. Bốn xịch liệu có trôi không anh? 40 liệu có trôi không? Và con này 40 đều có lên đường không? À, đấy, nó phải thiện chí nữa cơ. Có tiền chứ chắc đã mua được không? Kinh đấy, về sớm thế. Chơi của Hiếu. Nam Sek. Cầu của Hiếu mà mang một cái cây ra chợ để tiện chiếc cốp xe thôi, ra đi chơi một tí thôi chứ bán chắc gì ai mua. Mình hôm nay mang về quê để thay cho nó cái chậu, thay đất cho nó thôi, tiện vào đây chứ góp vui một tí thôi. Chưa đến nỗi phải đem cây đẹp về ra chợ để bán tháo, nhưng mà tùy duyên, có thể gặp người mà thiện chí thì vẫn bán, không bình thường có gì đâu. Vui. Hôm nay mình ta một đảo à? Kiện mời cưới chưa anh? Kiện mời cưới chưa? Hôm nào đi nhỉ? Mai à? À đâu, ngày kia nhỉ? Lại ăn cơm trưa à? Ôi giời mẹ, đang đi làm thì đi thế nào được? À, tổ chức phải như Nghệ Hiếu mới chuẩn. Yeah. Bởi vì là nhiều anh em còn đi làm. Đây là lá đẹp ghê nhỉ? Lá đẹp. Không nhận. Không linh đấy. Cái cốt này thì bao nhiêu Nghệ Hiếu? Con này 16 triệu. 16 con này. Con này 6 triệu. 6 triệu, con này chất đẹp này. Già. Đẹp đấy. Tìm đường ra cái nào. Đây của chị Liên rồi. Cây tre hay quá nhỉ. Đấy. Đẹp đấy. Cây của chị Liên hiện tại chị đang ở đâu chả biết. Ổi rừng, ngồi rừng này mà ở trên thân thì trên lưng thì đẹp. Rừng nó đang ở bên sườn. Nhấc hết những cái này lên đây được. Giờ thì gọi là cầu không phải gọi là rừng rồi. Nhưng đẹp đấy, cốt đẹp, ổi đẹp đấy. Sơn Liễu. Đó. Mang cây đâu để hôm nào có sức khỏe tốt tí. Cây á, cây khoảng độ 70. Hả? Được. Trả lại ông 10.000. Một năm nữa bạn. 80 đây. Được. Thừa rồi. Cái này hình như chả ai thích sao nhỉ? Buồn ghê. Chưa thích, chưa khách. Cây của ông đấy phải nhỉ? Ông Thắng. Ông đường ngồi đâu? Ở bên kia. Ông đã vào đấy rồi à? Giờ cái dáng ý nó lại ế không ạ? Dáng làng lại giờ không gặp à? Cái người này, cái người mà chơi cái dáng làng này chứ gặp nhìn thấy. À, chứ nhìn thấy thôi. Nhìn thấy là vụt được tiền trăm đấy không ạ? Cây của Thắng. Úi giời. Chị à? Tìm chủ à? Lại định mua cả xe của thằng em à? À. Ừ. 10 năm. Cây này nhỉ? Ông à, cây này ế quá không ạ? Cứ cục này chắc không ai thích đâu. Ông nhỉ? Nhìn cái lục cục này không ai thích đâu. Quá thịt. Nhìn thấy toàn thịt. Thấy toàn thịt. Vào việc đi chị, em giải quyết hộ cho.